Bài tập lân Đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng hông, mũi chân hướng thẳng theo hướng của đầu gối. Hai tay thả lỏng dọc theo thân người, hoặc chống hai bên hông, bước một chân lên phía trước một bước dài. Sao cho đầu gối tạo thành một góc 90 độ, bàn chân hướng về phía trước. Chân sau nhất góc lên, các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn, gối gập nhưng không chạm sàn, siết chặt phần cơ bụng cốt lõi và giữ cơ thể thăng bằng. Đẩy người lui trả cơ thể về tư thế đứng thẳng ban đầu. Lặp lại với chân kia.